không, năm 2022 giá đất bằng là 2,66. Em lấy máy tính là chia ra đây bao nhiêu lần? Hơn 13 lần. 13 lần. 13 lần. Vì sao 13 lần? Bởi vì em biết rằng là ông phát hành có 21 triệu thôi. 21 triệu thì đến cuối cùng là 2,1 triệu thôi. Trong quá trình chu trình thì nó đi tới đây là nó cấp 13 lần. Tại số lượng á token á là nhiều mà người thì ít, người ít. Đấy, sau đây là số lượng token là ít đi mà số lượng người nhiều lên. Tí là thử nghịch nha nè. Thì đương nhiên cái giá này nó lên thôi. Đúng không? Có phải không? Thì tương tự khi nào 16.8 đô thì mình chào rồi. Hiểu không ạ? Cũng như bất động sản vậy đó. Ví dụ như trên thế giới này có 6 tỷ người đi. Là với một cái diện tích là ít đi, nhưng bây giờ là người thì đông lên, diện tích không nở ra thì đất đắt lên, bất động sản nó đắt lên chứ có gì đó. Đúng rồi. Diện tích không thay đổi mà số người nhiều lên, mà thậm chí cái token này này càng ngày càng hủy đi. Em mở cây ra thấy hủy đi, càng ngày càng hủy đi mà số người thì càng lại tăng. Ê, ông sở hữu nhiều cộng đồng á, cộng đồng đa hết, cộng đồng này nó ông sở hữu nhiều người để biết đến cái đồng này thì là lên giá, và đó là đồng tiền của tương lai. Và nó có giá hay không là do đồng tiền đó. Còn cái giá trị nãy em nói đó, trường hợp à, thì bây giờ là cái ID ví dụ như là Win à, không 939 là cái ID của anh. Lỡ anh mất đi thì con anh thừa kế cái ID này. Thừa kế có hai cái thừa kế số token công ty tặng cho anh. Thừa kế thứ hai là hệ thống doanh nghiệp. Là anh xây dựng ra là anh nè 1 2 4 3 3 3 3. Cái đó cái hệ thống á.